Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định đang diễn ra khá phổ biến tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên quan đến các đối tượng là thanh thiếu niên. Đặc biệt, còn diễn ra tình trạng thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách, rú còi đi vào buổi tối theo từng đoàn trên các tuyến phố tại thành phố Hưng Yên và một số địa bàn diễn ra trong thời gian dài. Nhưng việc ngăn chặn và xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Tối nào ông Thi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, cũng đi bộ tập thể dục ở khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh. Ông cho biết, mới đây ông suýt bị một nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh vượt ẩu đâm vào. Tốc độ nó quá nhanh là nó phi tới. Thế nhưng mà đến gần đến nơi rồi thì là cũng may là nó đi sát vào vỉa hè thì mình bị phóng sang vỉa hè bên kia thì là mới thoát. Ở vị trí lầy rộng thì rất là hay xảy ra do cái tình trạng là phóng nhanh vượt ẩu. Tức là phóng nó quá tốc độ, khi chưa kịp nhìn thì là nó đã tông vào rồi. Bán hàng nước ở đây gần 20 năm, bà Mây ở phường Hiên Nam đã nhiều lần chứng kiến các vụ va chạm giao thông, thậm chí là tai nạn giao thông chết người xảy ra tại khu vực quảng trường. Nguyên nhân đa số là do tình trạng lạng lách, đánh võng. Tầm là khoảng 10 giờ, từng đoàn một, khoảng 17-18 người. Đấy, đi là nhiều khi còn nhấc cả cái bánh đằng trước đi, đầu không đội mũ chiếc thì kẹp 3, kẹp 4 nó đi, là nhiều khi còn vác dao, vác kiếp. Còn các cái vụ tai nạn ở đây thì nói chung là hầu như là ngày nào cũng có, nhẹ và nặng thôi. Tình trạng phóng nhanh, lạng lách đánh võng cũng đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, cướp đi sinh mạng của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông. Hiện trường các vụ tai nạn đã để lại ám ảnh cho gia đình, người thân và những người chứng kiến. Gia đình không cho cháu đi xe, thế nhưng mà đây bạn cháu rủ đi, thế là đương nhiên trong cái lúc đấy thì cũng không biết là cháu nó đi lúc nào. Xảy ra cái tai nạn như thế này, gia đình rất đau tâm. Không khó để bắt gặp trên địa bàn tỉnh những trường hợp người chưa đủ tuổi, trong đó có nhiều em học sinh điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, rú ga, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông. Cháu năm nay mới lên cấp 3. Tham gia giao thông sao không có gương thầy? Thì cháu chưa mua chú. Cháu hơi đua đòi. Cháu đi cùng bạn. Em gặp rất là nhiều các bạn có hành vi là đi phóng nhanh, vượt ẩu cũng như là thể hiện bản thân mình trên đường như là không đội mũ bảo hiểm hay là cùng nhau đi phóng xe dàn ngang ra trên đường. Vào tháng 6 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo ở độ tuổi từ 16 đến 18 ở huyện Văn Giang về tội danh gây rối trật tự công cộng. Theo đó, vào cuối năm 2023, nhóm đối tượng này đã mang theo hung khí phóng nhanh, lạng lách để truy đuổi và hành hung một nhóm đối tượng khác gây mất an ninh trật tự ở khu vực huyện Văn Giang. Tòa đã tuyên phạt 4 bị cáo mức án cao nhất là 7 năm 9 tháng tù giam, 2 bị cáo cho hưởng án treo. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản và xử lý trên 1.500 trường hợp là học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với số tiền trên 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ trên 1.000 phương tiện. Những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, của nhà trường là cần nhưng chưa đủ. Thực tế không ít phụ huynh vẫn giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện. Như vậy không chỉ là vi phạm pháp luật mà sự nuông chiều, thiếu quản lý, giám sát từ gia đình còn gián tiếp đưa con em mình đến những vi phạm pháp luật khác. Khi xảy ra rủi ro thì mọi sự hối hận đều đã muộn. Lúc đó con em mình đã vướng vào vòng lao lý, hay đau xót hơn là nhiều em đã không còn cơ hội sống để sửa chữa những lỗi lầm. Thời gian ở ngoài trường ấy thì cô giáo quản, còn về nhà thì các ông các bà và bố mẹ quản lý các cháu thật chặt về cái đoạn xe cộ. Nhiều các gia đình ý, cứ chủ quan là con mình cảm thấy lớn rồi, vững vàng rồi, các cháu vào đòi hỏi cho mượn xe, mình cương quyết với các cháu thì các cháu sẽ đỡ xảy ra cái tai nạn trên bước đường giao thông. Tham gia giao thông mà các bạn hay phóng nhanh vượt ẩu và thích thể hiện cái tôi của mình thì khi đó là các bạn cảm thấy là rất là vui và rất là tự hào về bản thân, rằng mình khác biệt hơn mọi người, mình được chú ý bởi mọi người.
Những chiếc xe máy này thì hầu hết không thuộc sở hữu của các em thanh thiếu niên hay là học sinh, mà thuộc về gia đình, người thân của các em. Vậy nên nếu như không có sự chiều chuộng, thỏa hiệp với các em trong việc sử dụng phương tiện không đúng mục đích, thì sẽ giảm bớt rõ rệt những cái tình trạng mà các em lạng lách đua xe hay là vi phạm an toàn giao thông vào những cái tầm khung giờ ngoài giờ học. Và một nguyên nhân nữa thì cũng xuất phát từ những chiếc smartphone như thế này. Các em thanh thiếu niên thì được tiếp xúc với điện thoại di động, mạng xã hội từ rất sớm, và trên các nền tảng thì cũng có rất nhiều những cái video hay còn gọi là trend mà thể hiện mình cái tôi ở trên mạng, như là đua xe, lạng lách, thì rất dễ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các em mà bắt chước học theo. Qua số liệu cho thấy, lỗi vi phạm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm trên 47%, và hệ quả là tai nạn giao thông liên quan đến điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm đến 70%. Qua quá trình xử lý, chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều cái vụ việc liên quan vấn đề này. Phụ huynh học sinh thì ông bà thì không biết được là các cháu mình lấy xe để làm gì. Từ thực trạng về vấn đề vi phạm an toàn giao thông ở học sinh, có thể thấy văn hóa giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay còn kém, chủ yếu do sự thiếu hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông chưa cao. Vấn đề đặt ra đó là làm thế nào để tuyên truyền, để nhắc nhở, để răn đe và để quản lý các em thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay. Điều này cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Cùng nỗi lo khi có con trai đang trong độ tuổi cấp 3, chị Huệ cùng các chị em trong cơ quan luôn dành thời gian để chia sẻ những bí quyết, cách làm để hướng dẫn, đồng hành và có cả sự nghiêm khắc với con cái trong vấn đề tham gia giao thông. Nguyên tắc đặt ra với con trai chị là luôn thông báo, xin phép bố mẹ rõ ràng về thời gian, giờ giấc, lịch học và các hoạt động vui chơi ngoại khóa mà con tham gia. Hai bạn ấy cũng giống như là các cái bạn khác trong lứa tuổi, cũng rất là thích thể hiện. Thế đôi khi là thích thể hiện như thế cho nó ngầu. Tuy nhiên thì bố mẹ thường xuyên là phải nhắc nhở khi là con đi học hay là đi tham gia các cái hoạt động. Cái lịch học của các con là bố mẹ đều nắm được hết. Là học từ mấy giờ đến mấy giờ, môn nào và thứ mấy. Kiểm soát cái thời gian các con đi và về. Gia đình là nơi trực tiếp giám sát, là trường học đầu tiên của con cái. Nên việc giáo dục nhắc nhở, hướng dẫn an toàn khi tham gia giao thông là giải pháp hữu hiệu để các con có những thói quen ăn sâu trong đầu mỗi khi bước chân lên xe máy di chuyển trên đường. Đối với gia đình nhà tôi thì có cả con trai lẫn con gái. Bạn trai thì năm nay 18 tuổi rồi. Bước vào chân ở cấp 3 thì tôi đã cho tham gia giao thông bằng xe máy. Tuy nhiên phải phù hợp với lứa tuổi. Và tôi cũng yêu cầu các con là khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Thì cái việc mà nhắc nhở các con thường xuyên thì cũng tạo thành một cái thói quen để các con khi bước chân lên xe để tham gia giao thông là phải có mũ bảo hiểm trên đầu. Cái thứ hai là khi tham gia giao thông trên đường là mình phải có cái quan sát, mình phải có cái xử lý làm sao cho nó chuẩn, cho nó đúng quy định pháp luật. Cùng với gia đình, các nhà trường tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thực hiện giáo dục đến các em học sinh tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Thay vì tuyên truyền đơn thuần, nhiều nhà trường đã triển khai đa dạng các hình thức để các em học sinh hiểu đúng, hiểu rõ và chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Đơn cử như tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, thay vì khẩu hiệu "Hãy tham gia giao thông an toàn", nhà trường chọn cách nói "Thầy cô cảm ơn các em đã chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông" ngay tại cổng trường để khích lệ và nhắc nhở các em. Tại trường Trung học phổ thông Quang Trung, thành phố Hưng Yên, nhà trường bố trí hàng chục tuyến xe theo từng tuyến để cùng gia đình đưa đón các em an toàn, giảm tình trạng các em đi xe máy đến trường. Giải pháp cần thiết bây giờ thì mình nghĩ là vẫn là cái việc là kết hợp giữa gia đình, nhà trường và đặc biệt là cái giáo dục gia đình cũng phải quan tâm nhiều hơn để nâng cao cái nhận thức của các con khi tham gia giao thông. Để các con sẽ hiểu được cái tầm nghiêm trọng của cái việc thực hiện nghiêm túc, nếu không nghiêm túc thì cái hậu quả nó như thế nào. Đặc thù của nhà trường là học sinh đến từ nhiều vùng khác nhau nên nhà trường đã có hệ thống xe tuyến để có thể đưa đón các em, đưa từng ngõ và gõ cửa từng nhà. Và chính vì vậy cho nên là trong nhiều năm qua thì cái việc mà vi phạm an toàn giao thông của nhà trường thì ngày càng giảm. Với những học sinh là đi xe đến trường thì nhà trường đã nhắc nhở này, rồi để động viên các con để thực hiện tốt cái vấn đề an toàn giao thông. Về chế tài xử lý những vi phạm đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, vẫn cần có những biện pháp lâu dài mang tính răn đe cảnh cáo cao để không còn những tình trạng coi thường, chủ quan trước pháp luật về an toàn giao thông ở học sinh tràn lan như hiện nay. Chúng tôi cũng đề xuất với nhà trường là có cái tiết học về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo giao thông đường bộ vào các tiết học chính của nhà trường. Xã, phường thì cũng tăng cường những gương điển hình của các cháu học sinh chấp hành tốt luật giao thông, thì phải có khen chê, tôn vinh những cái cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó thì cũng phải có cái giáo dục
của các cháu chưa chấp hành tốt luật an toàn giao thông. Giải pháp quan trọng nhất vẫn là sự quản lý giáo dục của gia đình, sự kiểm soát các hành vi của bố mẹ đối với con em mình. Ngay từ những năm học tiểu học đến trung học cơ sở thì mới ngăn chặn được các hành vi của các bạn trẻ. Cùng với đó, mỗi thanh thiếu niên hãy luôn có những hành động thiết thực, không đua đòi theo các trào lưu có hại cho bản thân, gia đình và xã hội để góp sức xây dựng văn hóa giao thông. Tai nạn sẽ chỉ giảm khi ý thức của mỗi người được nâng cao, trong đó thanh thiếu niên đóng vai trò trên hết và trước hết.